Ngày 3 tháng 8, Thiếu tá Phạm Thành Long, Bí thư đoàn Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, 50 đoàn viên Công an tỉnh Quảng Trị cùng với 6 xe nâng chuyên dụng của cảnh sát giao thông có mặt tại chốt kiểm tra y tế đặt bên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, để di chuyển xe máy trong chốt này về bãi bảo quản. Từ ngày 27 tháng 7 đến nay, hơn 1.000 xe máy của người dân Quảng Trị trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để lại đây, do chủ xe đi cách ly tập trung. Chốt này là nơi làm việc của lực lượng chuyên ngành để sàng lọc và đưa người dân đi cách ly. Do diện tích hẹp, khu nhà tạm bợ nên không có bãi để chứa xe máy, không có không gian để tiếp đón người về. Đến nay, đoàn viên công an Quảng Trị đã thực hiện 2 đợt di chuyển xe. Xe máy cùng tài sản trên xe được di chuyển về bãi của trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng. Bà con đi xe máy từ Pháp, từ thành phố Hồ Chí Minh về cả tỉnh, trong đó có Quảng Trị. Thì lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có đoàn thanh niên phối hợp với các lực lượng liên quan để hỗ trợ bà con nhân dân về tại Quảng Trị những điều kiện tốt nhất. Và đặc biệt là khi bà con đi cách ly tập trung thì toàn bộ cái phương tiện xe máy bà con di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Trị đều để lại tại chốt kiểm dịch Hải Lăng. Và đây là những cái phương tiện cũng như là cái tài sản của bà con nhân dân. Bởi vậy lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên huy động lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe nâng chuyên dụng để vận chuyển tài sản của bà con từ chốt kiểm dịch Hải Lăng về bảo quản cất giữ tại trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng, để khi bà con đến thời hạn cách ly thì về nhận lại. Toàn bộ xe máy đều được chúng tôi là bảo quản để đảm bảo là hạn chế mức thấp nhất để hư hỏng cho bà con, để bà con an tâm. Trong thời gian này, người thân của chủ xe có thể đem giấy tờ đến để nhận lại tài sản, hoặc người dân tự đến nhận sau khi hoàn thành cách ly. Ông Nguyễn Ly, 51 tuổi, trú Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, mang giấy tờ đến nhận lại xe của con trai cho biết. Con trai ông vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề cắt tóc, trở về lúc 22 giờ ngày 1 tháng 8. Xe của cháu được các anh giữ gìn cẩn thận nên ông rất mừng. Từ ngày 27 tháng 7 đến nay, cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị đón và dẫn gần 7.000 xe máy với 10.000 người từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh.